Người đàn ông tóc dài này chính là một thám tử có siêu IQ 300, nhưng trong một lần thực hiện nhiệm vụ đã vô tình bắn chết con tin. Từ đó mọi tai họa bắt đầu ập vào người anh, bị mọi người xa lánh, cấp trên cho nghỉ việc, bạn gái cũng bỏ anh theo trai. Vậy cuộc đời anh sẽ trôi dạt về đâu, và làm thế nào anh ấy có thể lấy lại hào quang rực rỡ của mình? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu bộ phim với mình nha! Connor vốn là một thám tử xuất sắc với tinh thần công lý vô cùng cao, nhưng không lâu trước đó, khi anh và người cộng sự phụ trách một vụ bắt giữ con tin thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù bắn chết tên cướp nhưng con tin cũng bị bắn nhầm và đắp chiếu tại chỗ, và thế là hai người lập tức bị đẩy lên đỉnh điểm của sóng gió. Trước sức ép của cấp trên và dư luận, cả hai nhanh chóng bị đưa ra tòa. Đã vậy, một người đồng nghiệp cũng đứng ra làm chứng chống lại hai người vì những sai lầm của họ trong vụ bắt giữ con tin. Cuối cùng, người cộng sự của Connor trực tiếp bị sa thải và anh cũng bị đình chỉ để điều tra. Ngay sau khi Connor bị đình chỉ một ngày, mấy tên cướp đeo mặt nạ xông vào ngân hàng và bắt đầu nã đạn. Chỉ trong vài phút đã khống chế được toàn bộ ngân hàng. Sau đó lại là những chiêu bài cũ quen thuộc, tập trung các con tin lại, tịch thu điện thoại và uy hiếp giám đốc ngân hàng khóa hết cửa điện tử phía trước và sau lại. Hai tên cướp đi thẳng đến kho tiền của ngân hàng, cho nổ két cá nhân, bắt đầu vơ vét, trong khi những tên còn lại canh giữ con tin. Một nhân viên ngân hàng đã nhấn chuông báo động chống trộm. Sau khi tên cướp phát hiện ra thì bắn chết anh ngay tại chỗ. Không lâu sau, cảnh sát đã đến phong tỏa hiện trường và thám tử Carlo là người phụ trách vụ án. Carlo chính là cảnh sát đã đứng ra làm chứng chống lại Connor và vì thế mà anh ta đã được thăng chức. Khi Carlo liên hệ với tên cướp để thương lượng, tên cướp chỉ đưa ra một yêu cầu, đó chính là để Connor bị đình chỉ tiếp quản vụ án này. Mặc dù yêu cầu này không gây tổn thương nhiều nhưng nó cực kỳ xúc phạm đến Carlo, nhưng con tin lại đang nằm trong tay bọn cướp nên anh ta chỉ có thể báo cáo lên cấp trên. Cục trưởng lập tức đến nơi ở của Connor, yêu cầu Connor tiếp tục quay lại vị trí của mình để tiếp quản vụ án. Nhưng cục trưởng cũng có điều kiện, ông đã sắp xếp cho anh người cộng sự mới tên là Decker. Rất rõ ràng đây là để giám sát anh mà, nhưng Connor lại không thèm coi đặc vụ tân binh trẻ tuổi này ra gì hết. Sau khi tiếp quản hiện trường, Connor đã liên lạc với bọn cướp, nhưng tên thủ lĩnh da đen chỉ tiết lộ một số tình hình của con tin. Có điều Connor cũng suy luận ra được một số thông tin, tên cướp dùng thiết bị thay đổi giọng nói, vậy chắc phải có hồ sơ phạm tội. Hơn nữa, đối phương cũng không nghĩ tới là đang trong thời gian đình chỉ mà Connor lại tới nhanh đến vậy, phá vỡ mục đích kéo dài thời gian của bọn chúng. Hơn nữa đã có một con tin đã bị giết, vì vậy không cần biết mục đích kéo dài thời gian của bọn chúng để làm gì. Họ chỉ có thể đột nhập vào ngân hàng càng sớm càng tốt, phá vỡ kế hoạch của bọn cướp để giải quyết vụ án này một cách hoàn hảo. Nhưng trước mặt cửa trước và cửa sau của ngân hàng đã bị khóa bởi hệ thống điện tử, nếu dùng bom phá cửa có thể sẽ gây thương vong cho con tin. Do đó phương án khả thi duy nhất là cắt điện để vô hiệu hóa khóa cửa điện tử, rồi xông vào ngân hàng bắt bọn cướp. Qua thảo luận, Connor phụ trách tổng chỉ huy, dẫn người đột nhập vào từ cửa trước, đồng thời bố trí nhiều tay súng bắn tỉa tại những tọa độ cao, còn đội trưởng soát dẫn người tấn công từ cửa sau. Theo lệnh của Connor, tất cả nguồn điện bên trong ngân hàng đều bị cắt, nhưng đám cướp dường như đã lường trước được điều đó. Chúng lập tức treo cổ hai con tin trước cửa sổ để cảnh báo phía cảnh sát. Thấy vậy, Connor ý thức được rằng đây có thể là một cái bẫy và lập tức ra lệnh dừng hành động, nhưng đội trưởng soát phụ trách phía cửa sau thì nhất quyết không nghe theo. Trong lúc nhất thời, một làn khói dày đặc tràn ngập không trung, khiến những người đến hóng Bremer chạy tán loạn. Các con tin cũng lợi dụng lúc hỗn loạn để trốn thoát khỏi ngân hàng, và cảnh tượng trở nên vô cùng hỗn loạn. Đợi đến khi Connor dẫn người xông vào ngân hàng, thì bên trong đã không còn một bóng người, và chỉ tìm thấy một số mặt nạ và găng tay mà những tên cướp sử dụng. Xem ra, những tên cướp đã trà trộn vào đám con tin và trốn khỏi hiện trường. Đồng thời, trong lần hành động này, bên phía cảnh sát cũng có nhiều người bị thương. Con tin cũng bị giết một người, nhưng những tên cướp đã trốn thoát một cách an toàn. Hơn nữa, do lúc đó nguồn điện đã bị cắt, nên camera giám sát cũng không thể chụp được bộ mặt thật của bọn cướp. Hành động hoàn toàn thất bại và Connor lại bị đổ lỗi lên đầu. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là bọn cướp chỉ cướp một két sắt, còn những chiếc còn lại thì đều không động đến. Chiếc két sắt bị đánh cắp thuộc về một hoàng tử ở Trung Đông, và mới tháng trước két sắt của vương tử ở các ngân hàng khác cũng bị cướp sạch. Xem ra, bọn cướp đang nhắm đến két sắt của vương tử. Decker ở bên này cũng đã có một phát hiện mới, và vào bữa trưa hôm đó, anh đã nói
nói với Connor. Decker đã nghe đi nghe lại đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của tên cướp và Connor và phát hiện ra rằng tên cướp đang cố tình nhấn mạnh ngắt nghỉ và nói một câu là trong sự hỗn loạn có trật tự của nó. Điều này dường như đang ám chỉ thuyết hỗn loạn. Thuyết hỗn loạn được đề xuất vào năm 1963 bởi nhà khí tượng học người Mỹ Edward Norton Lauren. Đại ý của nó muốn nói rằng trong các sự kiện dường như ngẫu nhiên đều sẽ có một quy luật nội tại chưa được phát hiện ra. Cũng có thể nói là trong vụ án này nhìn thì chỉ có một số manh mối rời rạc nhưng cũng có thể liên kết với nhau để giải quyết vụ án. Connor nghe xong thì thấy vô cùng mơ hồ và chế nhạo hành vi ngớ ngẩn của Decker. Sau khi dạy dỗ Decker với tư cách là một thám tử cấp cao, sau khi quay lại hiện trường vụ án, một phóng viên đã cung cấp một manh mối quan trọng. Trong video họ quay khi xảy ra vụ án, xuất hiện một tên cướp phạm tội nhiều lần, Damon. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Thế là Connor lập tức dẫn người lên đường tiến hành truy bắt. Ai ngờ được là, ngay khi đám người Connor tiết lộ danh tính của mình, thì Damon liền chủ động tấn công. Xem ra, anh chàng này chắc chắn là một trong những tên cướp. Thế là mấy người lập tức phá cửa xông vào. Biết không thể đánh lại họ, Damon liền nhảy ra khỏi cửa sổ. Thấy thế, Decker liền thuận tay lấy một chiếc xe máy và đuổi theo hắn. Sau một hồi rượt đuổi, Decker ngã vật xuống đất vì tay lái kém. Thấy Damon sắp chạy thoát, Connor bất ngờ xuất hiện và đâm vào hắn. Sau đó nhanh chóng tiến lên rồi cho hắn ăn 32 cước bất tỉnh luôn. Và sự dũng cảm của Decker cũng đã khiến Connor thay đổi cách nhìn về ấn tượng gà mờ ban đầu của anh. Sau đó, cảnh sát tìm thấy một túi tiền ở nhà của Damon. Sau khi kiểm tra số CG, người phụ nữ của bộ phận vật chứng phát hiện ra rằng số tiền này lại là một phần của số tiền 400.000 đô bị đánh cắp và đã được thu hồi vài tháng trước. Sau khi cảnh sát thu hồi số tiền bị đánh cắp, họ đã xịt một chất lỏng đặc biệt mới được nghiên cứu lên trên tờ tiền để đánh dấu. Thủ đoạn mới nhất này, ngay đến cả một thám tử thâm niên như Connor cũng mới biết lần đầu. Số tiền bị đánh cắp đáng lẽ phải ở trong phòng chứng cứ của đồn cảnh sát thì lại xuất hiện ở đây, chứng minh rằng có gián điệp trong đồn cảnh sát. Decker và Connor vội vã đến phòng vật chứng và phát hiện ra số tiền dơ bẩn đó quả nhiên đã biến mất. Sau khi truy vấn các bản ghi chép lãnh tiền, họ phát hiện ra tiền đã bị Carlo lấy đi. Lẽ nào Carlo chính là nội gián? Nhưng động cơ của Carlo là gì chứ? Là một thám tử cao cấp, chẳng nhẽ anh ta lại bị thiếu tiền? Cục trưởng không thể chịu nổi ánh mắt nghi ngờ của tất cả đồng nghiệp về Carlo. Nhưng đúng lúc này, ngay khi mọi người vẫn chưa hiểu lý do tại sao, thì cục trưởng liền nhận được tin báo Carlo được phát hiện trong tình trạng đã chết thảm trong nhà. Tại nơi ở của anh ta, cảnh sát cũng tìm thấy các bản vẽ của ngân hàng cùng những bức ảnh về chuyến đi của vương tử Trung Đông. Theo những bằng chứng có sẵn, Carlo chắc chắn là đồng phạm của bọn cướp. Nhưng tại sao bọn cướp lại không để Carlo phụ trách mà lại tìm đến Connor chứ? Ngay khi mọi người đang thắc mắc thì tên thủ lĩnh da đen kia ngang nhiên gọi điện tới và hỏi Connor một cách khiêu khích rằng các mảnh vỡ đã ghép xong chưa? Từ những lời của tên thủ lĩnh, chúng ta biết rằng hắn chỉ muốn chơi đùa với Connor để trả thù anh thôi. Và trên các bức tường nơi ở của hắn ta cũng dán đầy thông tin về Connor. Lúc này cục trưởng lại nhận được một thông tin khác, chiếc két sắt bị cướp của vương tử Trung Đông thực chất là trống không, bởi vì từ lần bị cướp trước anh ta đã đem hết đồ của mình đi rồi. Nói như vậy, bọn cướp đã phí bao thời gian nhưng thực chất lại chẳng lấy cắp được gì. Lẽ nào đó chỉ đơn giản là trả thù Connor thôi sao? Rốt cuộc tên thủ lĩnh kia có thù hận gì với Connor mà đáng để đối phương trả cái giá như vậy? Để tìm ra nguyên nhân, Connor quyết định quay trở lại ngân hàng nơi xảy ra vụ án để điều tra lại. Lần này, Decker cẩn thận đã phát hiện ra manh mối trong camera giám sát. Khi phá két sắt, bọn cướp đã dùng vụ nổ làm vỏ bọc và lặng lẽ đảo ngược góc máy quay. Khu vực bị chặn chính là máy tính văn phòng của giám đốc ngân hàng. Quả nhiên, cảnh sát đã trích xuất được một lượng lớn dấu vân tay trên bàn phím. Qua việc so sánh các dấu vân tay, chủ nhân của dấu vân tay này là một hacker từng bị kết án tên là Lay, và trùng hợp là Connor đã từng bắt giữ anh ta. Chỉ có điều là, lúc đó, Connor đang bị buộc tội về vụ bắt giữ con tin, và điều đó đã tổn hại đến uy tín của anh. Luật sư bên kia nhân cơ hội ngụy biện, Connor và người cộng sự ngụy tạo bằng chứng, và tòa án đã chọn tin anh ta, do đó vụ án của Lay đã kết thúc ở đó. Decker thuận miệng hỏi một câu, rốt cuộc Connor có bịa đặt bằng chứng nào không? Connor chỉ nói rằng Lay là một tên cặn bã, anh ta có tội và thế là đủ rồi. Thể chế hiện nay đang có vấn đề, để duy trì công lý, anh chỉ có thể vận dụng linh hoạt các quy tắc. Sau đó, khi hai người Connor đến nơi ở của Lay thì tên thủ lĩnh đã đến trước, chĩa súng vào người Lay và nói vĩnh biệt. Hai người chỉ nghe thấy từ trong nhà một tiếng súng vang lên, và khi họ xông vào nhà thì Lay đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa rồi. Còn tên thủ lĩnh da đen kia thì đã lặng lẽ trốn ở đây, và sau khi tấn công Decker nhưng không thành, hắn liền nhanh chóng lái xe rời đi theo cửa sau. Thế là manh mối lại lần nữa bị gián đoạn. Lúc này, Damon hôn mê đã tỉnh lại, nhưng hắn lại là một tên quá gian xảo, không chịu khai ra bất kỳ manh mối nào. Thấy vậy, Decker liền nghĩ đến quy tắc vận dụng linh hoạt mà anh vừa học được từ Connor để đạt được mục đích mình muốn. Vì vậy, anh lấy hai lọ morphine từ tủ thuốc ra, vừa tiêm chúng vào túi thuốc và vừa đe
dọa Damon rằng tử vong do dùng quá liều morphine là sơ suất thường thấy trong chữa trị bằng y học. Hơn nữa, đối với một tên tội phạm như Damon, sẽ không ai điều tra chi tiết về cái chết của anh ta, và thế là hắn ta hoảng thật rồi. Sau đó hắn ngoan ngoãn khai ra tên thật của tên thủ lĩnh, còn thứ mà Decker dùng chỉ là nước muối sinh lý bình thường mà thôi. Điều này khiến Connor phải nhìn Decker bằng con mắt khác. Theo lời kể của Damon, cảnh sát rất nhanh đã tìm ra danh tính của tên thủ lĩnh. Người này là kẻ đang chạy trốn bị truy nã vì nhiều vụ cướp và bắt cóc, hay chính là anh trai của kẻ bắt cóc đã bị Connor giết chết trong vụ bắt giữ con tin ở đầu phim. Đây có thể là lý do khiến hắn muốn tìm cách trả thù anh. Lúc 10 giờ tối nay, tên thủ lĩnh Loren cũng hẹn gặp hai tên đồng phạm khác. Không khó để đoán ra rằng lần này Loren đang muốn bịt miệng tất cả đồng bọn, và đây cũng chính là một cơ hội tốt để bắt gọn cả đám. Vì vậy, Connor liền đưa người đến đó phục kích trước. Quả nhiên, hai đồng phạm của hắn đã lần lượt xuất hiện, nhưng đã qua thời gian hẹn mà tên Loren vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, máy nhắn tin của một nữ cảnh sát đột nhiên vang lên, khiến vị trí của họ đã bị bại lộ, và thế là hai tên cướp lập tức đấu súng với cảnh sát. Hai tên vừa đánh vừa bỏ chạy vào trong phòng và trốn vào một góc. Connor bảo Decker ngồi canh bên ngoài và anh sẽ lên lầu tìm kiếm. Hai nhân viên cảnh sát đã phát hiện thông tin về Connor trên khắp bức tường ở tầng 1. Hóa ra đây là hang ổ của tên thủ lĩnh Loren. Tiếp đó, hai sĩ quan cảnh sát đã chạm trán với một trong những tên cướp và bắn chết anh ta. Lúc này, Connor cũng đụng độ với một tên cướp khác ở tầng trên, nhưng cảnh sát ở tầng dưới lại phát hiện ra một quả bom hẹn giờ được cài trong góc. Cô lập tức hét lên và nhanh chóng ra khỏi nhà. Nhưng Connor thì lại không may mắn như vậy. Khi Connor thoát khỏi sự vướng víu của đối phương thì đã quá muộn rồi. Sau khi chứng kiến tất cả mọi thứ sau vụ nổ, tên Loren mới hài lòng mà rời đi. Sau đó lính cứu hỏa và cảnh sát chi viện đến. Họ đã tìm được cơ thể bị cháy hết, không thể nhận dạng của Connor. Điều này khiến một số thành viên trong nhóm cảm thấy vô cùng chán nản. Trở lại đồn cảnh sát, Decker nhận được một tin tức lớn từ kỹ thuật viên. Qua việc kiểm tra bảng sao kê ngân hàng trong ngày, nhân viên kỹ thuật đã phát hiện ra tên cướp đã cài virus vào máy tính của giám đốc, bởi vì máy tính của giám đốc có quyền truy cập vào máy chủ của trụ sở ngân hàng. Sau đó, tên cướp lợi dụng virus để dễ dàng chuyển tiền từ hàng chục triệu tài khoản ngẫu nhiên vào tài khoản của chúng. Vì số tiền của một tài khoản được thiết lập dưới 100, nên nó căn bản không thu hút sự chú ý của hệ thống bảo mật ngân hàng. Bằng cách này, gần 1 tỷ đô có thể nói là một vụ án kinh thiên động địa. Nói chung, hệ thống bảo vệ của ngân hàng rất chặt chẽ, virus căn bản không thể xâm nhập vào được. Nhưng khi nguồn điện bị cắt, virus đã có cơ hội xâm nhập vào. Hơn nữa, con virus tạo ra hàng trăm triệu tài khoản ảo để tiền luân chuyển liên tục trong những tài khoản này nhằm xóa dấu vết, nên không thể theo dõi tất cả. Khi ngân hàng bắt đầu làm việc vào sáng mai, tất cả các khoản chuyển từ ngày giao dịch trước đó sẽ được giải quyết hết. Điều đó có nghĩa là sáng mai tiền sẽ thực sự nằm trong tài khoản của tên cướp. Xem ra sự trả thù của Loren đối với Connor chỉ là thuận đường nhân danh cướp kết sắt của vương tử mà thôi, còn thực chất là thực hiện vụ cướp gây chấn động này. Không có Carlo, Loren không thể lấy số tiền cướp được từ chỗ đám cướp khác, chứ đừng nói là nắm rõ được hành tung của cảnh sát. Nếu Carlo căn bản không phải là gián điệp, vậy thì mọi thứ đều có thể dễ dàng hiểu rồi. Sau khi đối chiếu chữ ký của Carlo trên sổ ghi chép trong phòng vật chứng, căn bản không phải chữ viết tay của anh ta. Có người đã cố tình vu oan hãm hại anh. Decker lập tức thẩm vấn người quản lý phòng vật chứng. Trước những chứng cứ đó, người quản lý đã tức giận nói ra sự thật. Anh ta và Connor cùng người cộng tác của Connor là những người bạn thân thiết, còn tên Carlo lại dẫm đạp bạn thân của mình để lên chức, khiến anh quản lý vô cùng phẫn nộ. Vì vậy anh ta đã lấy số tiền cướp được và đưa nó đến tay bọn cướp để vu oan cho Carlo, đồng thời còn cho rằng họ mới thực sự là nạn nhân. Logic trong cách trả thù của nhân viên quản lý này khiến Decker đến hạn hán lời, nhưng điều này cũng không giải thích được rằng tại sao bản thân anh và Connor luôn chậm hơn bọn cướp một bước. Sau khi nghe thấy vậy, anh quản lý liền buột miệng nói ra, không ai hiểu rõ Connor hơn hắn ta cả, nhưng tại sao anh trai của tên cướp lại hiểu rõ về Connor như vậy? Trừ khi Loren căn bản không phải là anh trai của tên cướp, kết hợp với những gì người quản trị nói thì họ mới thực sự là nạn nhân. Decker đột nhiên nhận ra rằng tên cướp Loren chính là đối tác trước đây của Connor. Đêm hôm đó, Loren muốn nổ súng tấn công nhưng kết quả lại bắn nhầm con tin, còn tên cướp mất đi con tin cũng bị Connor bắn chết tại chỗ. Sau khi bị sa thải, Loren vì uất hận nên đã lên kế hoạch cướp tiền rồi thuận tiện giết luôn tên Carlo để trả thù. Đó chính là lý do tại sao anh ta chỉ định Connor phụ trách vụ án này. Một là anh ta đã biến những gì mà bản thân hiểu về Connor thành vũ khí tốt nhất của mình.
Thứ hai, anh đã giả danh là kẻ bắt cóc giả vờ trả thù Connor để gây hoang mang dư luận. Mặc dù Decker đã đoán ra được chân tướng, nhưng người quản lý lại nói rằng cậu sẽ không bao giờ bắt được anh ta, bởi vì ngày mai anh ta sẽ rời khỏi đây. Ế, tên quản lý này thực sự là một tên đồng đội ngu ngốc mà. Decker lập tức đoán được Loren và người quản lý gần đây chắc chắn có nói chuyện qua điện thoại. Sau khi kiểm tra, thông qua định vị, anh đã thành công tìm được tung tích của Loren. Còn Loren vừa ra khỏi nhà hàng, thì liền nhìn thấy Decker và nữ cảnh sát trước mặt thì biết mình đã bị bại lộ. Anh giả vờ nổ một phát súng rồi chạy vào nhà hàng và bắt cóc cô trợ lý ở đây. Và khung cảnh quen thuộc lại lần nữa được tái hiện. Chỉ là người cảnh sát năm xưa giờ đã trở thành cướp. Nữ cảnh sát bên cạnh muốn đánh lén từ bên cạnh nhưng lại bị Loren bắn bị thương. Sau đó Loren bắt con tin và trốn thoát khỏi nhà hàng. Sau khi thoát khỏi khống chế, anh liền thả con tin ra và chạy một mạch đến bến tàu. Decker vội đuổi theo sát phía sau, và sau khi cả hai gặp nhau, họ đã liều chết chiến một trận. Lúc này Loren đã như phát điên, cuối cùng bị Decker bắn chết trên bến tàu. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Decker cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc này đã hơn 4 giờ sáng, Decker quay lại nhà hàng để ăn gì đó. Kết quả là khi thanh toán, anh lại ngửi thấy một mùi đặc biệt mà chỉ trên tiền bẩn mới có. Nhưng tờ tiền này lại là tờ tiền anh đã đổi được từ chỗ Connor. Lẽ nào Connor cũng có liên quan đến việc này? Nghĩ đến đây, Decker đến nơi ở của Connor và điên cuồng tìm kiếm manh mối. Và quả nhiên, anh nhìn thấy trên giá sách có một cuốn sách hỗn loạn thường được lật dở. Hơn nữa, phần liên quan đến thuyết hỗn loạn trong cuốn sách cũng được đánh dấu lại. Trước đó, Connor đã nghe nói về thuyết hỗn loạn nhưng lại giả vờ như không biết gì về nó. Xem ra Connor đã giả chết, anh chính là đồng phạm của Loren. Thế là Decker lập tức gọi điện kiểm tra vé máy bay của Connor. Sau khi kiểm tra không có kết quả, anh đã thử tìm kiếm người đề xuất thuyết hỗn loạn và tên tác giả của cuốn sách hỗn loạn nhưng vẫn không tìm thấy thông tin chuyến bay. Do đó, Decker đã vội vàng chạy đến sân bay để kiểm tra tại hiện trường. Nhưng lại nhận được một cuộc gọi từ Connor. Anh kể cho Decker nghe mọi thứ về quả bom mà anh đã gài vào đêm qua. Anh đánh ngất tên cướp và treo phù hiệu cảnh sát lên người đối phương, rồi dùng lối đi bí mật trượt thẳng xuống dưới tầng hầm. Sau đó lại kích nổ quả bom bằng điều khiển từ xa trên tay. Sau khi đội cứu hỏa đến, anh liền mặc bộ đồ chữa cháy đã chuẩn bị trước lên người và rời khỏi hiện trường. Chúng ta hãy cùng xem lại thao tác của Connor một chút nào. Đầu tiên, anh lợi dụng nhân viên quản lý để đánh cắp số tiền bị cướp đó và giao nó cho Loren để thành lập một đội cướp, và các hoạt động trước đó như cắt điện đều do Connor và Loren cố tình thực hiện. Sau khi cướp thành công, họ đã đổ tội và giết chết Carlo. Sau đó, cả hai giết mấy tên cướp được thuê để bịt miệng. Dù sao thì những người này ngay từ đầu cũng đã là tội phạm rồi. Sau đó, Connor giả chết và giả làm Loren để gọi điện cho Decker, cố tình vạch trần khuyết điểm để Loren bị bại lộ và bị giết. Còn bản thân Connor đã cao chạy xa bay và hưởng trọn 1 tỷ đô. Và thủ đoạn của Lay có thể sẽ khiến FBI phải bận rộn trong vài tuần, và đến lúc đó 1 tỷ đô đã nằm chắc trong tay anh rồi. Sau khi biết được sự thật, Decker đã mắng Connor là kẻ đạo đức giả. Connor nói với Decker rằng anh cũng từng là một thám tử nhiệt huyết, luôn sẵn sàng hy sinh khi làm nhiệm vụ, nhưng chính họ đã tước đi cơ hội này của anh. Chính thể chế ngày càng mục nát đã khiến anh vô cùng thất vọng, và cuối cùng anh không quên chúc Decker may mắn. Hãy từ từ cảm nhận cái thể chế sắp sụp đổ này đi. Điều này khiến Decker vô cùng bất lực. Mặc dù anh đủ thông minh, nhưng con người đâu phải là lần nào cũng đều có thể thắng. Lần này anh đã tìm sai phương hướng của Connor. Còn Connor, người đã có 1 tỷ trong tay thì sao có thể bay hạng phổ thông được chứ? Lúc này, Connor đã lên chuyên cơ riêng và bay khỏi Mỹ. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Được rồi, đừng quên like, share và theo dõi mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào tập phim tiếp theo nha.